Let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của VC Home. Tiếp tục với chuyên mục chia sẻ các mẫu thiết kế đẹp của VC Home thì ngày hôm nay Thu Trang sẽ giới thiệu cho quý vị về một mẫu nhà phố có diện tích vừa phải cũng như là chúng ta sẽ có được cái chi phí tiết kiệm trong đầu năm nay. Và trước khi đến với công trình này thì Thu Trang sẽ giới thiệu với quý vị sơ lược VC Home nhé. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ ngay với hotline của chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị yêu thích. Ngoài ra VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin để cho quý vị tham khảo cũng như chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Đầu tiên là kênh TikTok VC Home là kênh chia sẻ rất nhiều các mẫu nhà đang hot, đang thịnh hành cho quý vị. Tiếp theo là kênh YouTube VC Home sẽ là toàn bộ thông tin chi tiết các công trình mà quý vị yêu thích và được xem trên TikTok. Fanpage và website VC Home sẽ đầy đủ hoạt động cũng như các công trình chúng tôi đã và đang thiết kế thi công trọn gói. Nên là quý vị yên tâm, quý vị đang ở bất kỳ đâu thì cũng có thể liên hệ ngay qua số hotline cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang hướng tới. Và quay trở lại với công trình ngày hôm nay, như Thu Trang đã giới thiệu thì là một công trình được VC Home thiết kế hoàn thiện tại Mê Linh, Hà Nội với chi phí hoàn toàn là nhẹ nhàng để cho quý vị tham khảo. Và đầu tiên Thu Trang xin giới thiệu đây là một công trình mang theo phong cách hiện đại. Chúng ta cùng nhìn qua tổng thể một chút nhé. Công trình này thì mang theo phong cách hiện đại, chính vì thế mà nó sẽ được kết hợp giữa các bố cục hình khối rất là vuông vức với nhau. Và đó, ở nhà phố thì thường thường là những mẫu hình nhà mà chúng ta chỉ khoe được một mặt tiền thôi. Và những nhà mà ở lô góc thì mới khoe được hai mặt tiền trở lên, nên là chúng ta sẽ những cái nhà mặt tiền một mặt tiền như thế này chúng ta sẽ hạn chế một chút và bắt buộc là chúng ta phải nghiên cứu một cách kỹ càng hơn từ công năng cho đến thẩm mỹ. Và như công trình này thì đó, chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần bố cục từ dưới cho đến tầng 3 này, tầng 1 cho đến tầng 3 này sẽ có những cái phần hình khối vuông vức đua ra để làm điểm nhấn lớn cho công trình này. Và từ tầng 1 á, tầng 1 chúng ta có thể quan sát được là tầng 1 sẽ là cái phần gạch ốp hoàn toàn. Ốp hoàn toàn cái phần mặt tiền. Đó. Còn lại tầng 2 thì sẽ là một cái khối ô vuông lồi ra, cũng như là đây sẽ là vị trí ban công, sân chơi để phòng sinh hoạt trên đó thì có thể là di chuyển ra ngoài này, lấy sáng lấy thoáng tốt cho không gian bên trong hơn. Còn lại tầng 3 thì sẽ được dành ra cái khoảng không gian để trồng cây xanh nữa. Thì đây cũng là một điểm rất là cần thiết cho những căn nhà phố bình thường đúng không ạ? Rồi toàn bộ xung quanh cửa sổ của công trình này thì cũng được thiết kế là nhôm kính để lấy sáng tốt và giúp lưu thông không khí được tăng lên. Về màu sắc sơn thì chủ yếu là sơn trắng sẽ là sơn chủ đạo. Đồng thời cùng với đó thì sẽ là những cái phần ốp gạch thẻ cũng như là những cái phần ốp gạch tối màu để nổi bật trên cái nền trắng như vậy. Tầng 3 thì còn lại có một cái gọi là mái để chúng ta có thể vui chơi cũng như là sinh hoạt luôn ở ngoài cái phần sân phơi, sân chơi như thế này nhé. Công trình này thì sẽ được thiết kế là làm mái bằng kiểu này. Nó sẽ rất là hiện đại và nó không bị lỗi mốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào sâu công năng luôn để xem là với công trình nhà phố như thế này thì sẽ được thiết kế với kích thước và công năng như thế nào nhé quý vị. Rồi ạ, đầu tiên chúng ta sẽ xem một chút về kích thước công trình. Kích thước công trình ở đây thì mặt tiền được thiết kế là 5,7m. Thì 5,7m này tính cả phủ bì rồi nhá quý vị. Gần 6m và chiều sâu ở đây là 14m tròn. Có thể thấy là diện tích cũng vừa phải thôi, không quá là rộng rãi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từ sảnh chính vào. Thực ra là sân của công trình này thì cũng hẹp thôi, sân cũng vừa đủ để chủ đầu tư có thể là để các phương tiện gia đình thôi. Nhưng mà vẫn có cái khoảng sân để chúng ta có thể trang trí tiểu cảnh cũng như là để cây cảnh yêu thích theo chủ đầu tư cũng được. Đó, đi từ sảnh chính vào thì đầu tiên sẽ là không gian phòng khách kết hợp không gian phòng bếp. Ở đây thì chúng tôi đo cả diện tích ở đây là 54m2. Thì với phòng khách thông phòng bếp như thế này sẽ giúp không gian nó được thoáng hơn này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là vẫn có cái sự riêng tư nhất định của phòng khách. Và đồng thời ở bên trong phòng bếp cũng có một cái không gian vừa thoáng mà lại vừa riêng tư nữa, đúng chưa ạ? Và không gian bếp ăn ở trong này thì sẽ đặt được cả bàn bếp này. Đó, bếp ga. Đó,
những cái phần bàn bếp với lại bàn ăn rất là đầy đủ đúng không ạ? Và với tầng 1 thì sẽ có một phòng ngủ diện tích rơi vào 12m2, cùng với đó sẽ là vệ sinh trung tầng, diện tích rơi vào 3,6m2. Đơn giản, bố trí đơn giản ở tại tầng 1 như vậy thôi ạ. Không gian nào cũng sẽ lấy sáng được rất là tốt và độ lưu thông không khí cao. Với tầng 2 chúng ta sẽ có thể quan sát cái phần thang một chút. Thang ở đây sẽ được đặt sang một bên để giúp cho tiết kiệm diện tích của công trình hơn. Như thế này chúng ta vừa có cái lối sảnh thang rất là rộng, và đặc biệt là giúp cho các không gian ở bên trong sẽ được lấy thêm một chút diện tích đúng không ạ? Và trên tầng 2 thì sẽ còn lại hai phòng ngủ này. Với phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ nhỏ diện tích rơi vào 11m2. Đó, bên cạnh vẫn là một vệ sinh trung tầng. Và còn lại sẽ là một phòng ngủ rộng hơn một chút, rơi vào diện tích là 18m2. Với tầng 2 thì sẽ còn lại một phòng thờ nữa, diện tích cũng rơi vào 18m2, có ban công và có cái phần lối như Thu Trang đã giới thiệu ở đầu video, đó chính là cái lối để chúng ta có thể di chuyển xung quanh ở phần mặt tiền như thế này, rất là rộng rãi. Như Thu Trang vừa đề cập thì thấy là những cái không gian ở trong ngôi nhà này, không gian nào cũng sẽ lấy sáng rất là tốt này, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 3 nhé. Tầng 3 ở đây còn lại thì sẽ là rộng nhất, sẽ là sân phơi và sân chơi phía trước này. Còn lại sẽ còn một phòng ngủ dự trữ diện tích rơi vào 11m2. Bên cạnh vẫn có cái phần vệ sinh trung tầng đồng trục với các vệ sinh phía bên dưới. Đó, riêng cái phần sân chơi như thế này chúng ta có thể là bố trí cây cảnh rất là tốt này. Hoàn toàn là có thể sinh hoạt ở trên này đúng không ạ? Và đặc biệt với view nhà anh Bình như thế này rất là rộng rãi, thoáng mát. View nhìn ra ruộng này, phía trước cũng không hề bị khuất tầm nhìn gì cả. Nên là đây sẽ là một căn nhà phố khá là lý tưởng với cái hướng như thế này đúng không ạ? Rồi, đó, còn lại là phần tét nước. Tét nước thì sẽ để trên tầng mái. Với một cái căn nhà phố đơn giản như thế này thì chắc chắn mọi người sẽ đang tò mò là hoàn thiện bao nhiêu. Thì với công trình này thì chúng tôi thiết kế cho anh mình tại Mê Linh, Hà Nội. Hoàn thiện chỉ rơi vào tầm 1,5 tỷ. Nên là mọi người nếu mà ai đang có mong muốn là sở hữu một công trình nhà phố có diện tích vừa phải cũng như là chi phí vừa phải, quý vị hoàn toàn có thể liên hệ ngay với VC Home để chúng tôi có thể là lên thiết kế cho quý vị. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái dịch vụ ví dụ như là thiết kế sân vườn cũng như là thiết kế nội thất, nên là quý vị có thể tham khảo trên website cũng như là các kênh thông tin của VC Home quý vị nhé. Còn bây giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những công trình nhà tiếp theo. Xin chào quý vị.